Em nhớ đôi bàn chung tình, hai em nhớ
Đại biểu, kính thưa các câu lạc bộ dân vũ, nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu khách quý và các thành viên câu lạc bộ dân vũ phụ nữ trong và ngoài xã Nghi Hiệp cùng toàn thể nhân dân về tham dự sinh nhật câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ tròn 1 tuổi ngày hôm nay. Rất vinh dự cho Thanh Nam ngày hôm nay được làm MC dẫn chương trình cho đêm giao lưu. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể khán giả một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cho đêm giao lưu hôm nay để lại nhiều ấn tượng và tình cảm nhiều nhất trong lòng khán giả. Thưa quý vị, một dòng sông không có thác gành sẽ trở thành dòng sông êm đềm thơ mộng. Dòng thời gian mà thiếu đi những mốc son dấu ấn sẽ trở thành vô nghĩa. Một năm, khoảng thời gian không dài để có thêm những kỷ niệm, nhưng nó lại để lại ý nghĩa to lớn cho cuộc hành trình của một tập thể, của những người đam mê và yêu thích môn khiêu vũ nói chung và dân vũ nói riêng. Vâng. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10 năm 2022, câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ chính thức thành lập và phát triển với ước mơ trưởng thành và trở thành một sân chơi bổ ích dành cho người yêu âm nhạc và đam mê khiêu vũ dân vũ, đã đem lại cho chúng ta những tiếng cười, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Nhìn lại một năm qua, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới tất cả mọi người đã ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ của thôn Yên Thổ. Ngày hôm nay được sự nhất trí của ban lãnh đạo địa phương đã cho phép hội phụ nữ thôn Yên Thổ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật câu lạc bộ tròn 1 tuổi. Về với buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và giới thiệu các vị đại biểu về tham dự đêm giao lưu ngày hôm nay. Ban tổ chức nhiệt liệt chào đón và giới thiệu. Về phía xã có bà Phạm Thị Sen, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía cơ sở thôn, có bà Phạm Thủy Thúy, Bí thư chi bộ trưởng thôn, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Kim Tâm, Phó thôn Yên Thổ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Và các vũ công trong và ngoài xã đã đến giao lưu để chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ dân vũ thôn Yên Thổ đã góp phần tạo nên sự thành công của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho sự góp mặt đông đủ của buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, rất vinh dự cho câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay được vui mừng chào đón các quý vị đại biểu và những người yêu khiêu vũ. Có những bó hoa tươi thắm để dành tặng và chúc mừng câu lạc bộ. Xin kính mời bà Phạm Thị Thúy, đại diện cho quân dân chính, có bó hoa tươi thắm dành tặng. Xin mời bà Phạm Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ dân vũ thôn Yên Thổ lên nhận hoa. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thúy, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Yên Thổ, có bó hoa tươi thắm dành tặng. Mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, xin mời bà Hà Thị Nga, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Yên Lão, có bó hoa tươi thắm và quà dành tặng cho câu lạc bộ. Mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ lên nhận hoa. Tiếp theo, mời bà Nguyễn Thị Thanh, đại diện câu lạc bộ dân vũ thôn Thanh Xá, có bó hoa tươi thắm dành tặng cho câu lạc bộ. Mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ lên nhận hoa. Tiếp theo,
Mời bà Thạch Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ Spren Thạch Hà, phường Bần Miễn Nhân, có bó hoa tươi thắm dành tặng câu lạc bộ. Mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, mời bà Lê Thị Liên, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Thanh Xá, có bó hoa tươi thắm dành tặng câu lạc bộ. Mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, mời bà Lê Thị Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ thôn Yên Não. Xin mời bà Lê Thị Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ thôn Yên Não, có bó hoa tươi thắm dành tặng câu lạc bộ. Mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Anh ôm đớn đau ngậm ngùi xót xa, một lòng một dạ yêu ai mà đánh đổi cả tương lai, chẳng cần nghĩ đến tương lai. Là bộ dân vũ xin cảm ơn bà. Ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi vui mừng đón nhận những bó hoa tươi thắm cũng là những món quà chân quý nhất của quý vị đại biểu đến từ các tổ chức về dự buổi lễ mừng sinh nhật câu lạc bộ. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những sự ưu ái của các quý vị đại biểu đã dành cho câu lạc bộ. Kính thưa các vị đại biểu, các quý hội viên, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thi, đại diện cho câu lạc bộ, có đôi lời phát biểu khai mạc đêm giao lưu mừng sinh nhật câu lạc bộ dân vũ và phụ nữ và báo cáo tình hình hoạt động của câu lạc bộ trong năm qua. Xin kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, toàn thể chị em, hội viên, các câu lạc bộ trong xã và ngoài xã. Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi của đoàn toàn đảng, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện quyết định về việc thành lập câu lạc bộ thể thao dân vũ khiêu vũ chi hội thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, thực hiện quy chế điều lệ của câu lạc bộ dân vũ thể thao chi hội phụ nữ, được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương câu lạc bộ dân vũ thể thao của xã nhà long trọng tổ chức kỷ niệm giao lưu câu lạc bộ tròn một tuổi. Tôi thay mặt cho câu lạc bộ xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em hội viên trong thôn và ngoài xã và toàn thể nhân dân, quý khán giả lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em và toàn thể nhân dân, thực hiện quy chế hoạt động của câu lạc bộ và phương hướng nhiệm vụ của hội phụ nữ xã, quyết tâm duy trì và phát triển nâng cao sức khỏe cho mọi thành viên, đẩy phong trào dân vũ thể thao của chị em phụ nữ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, cho gia đình, đặc biệt cho bản thân, còn làm gương cho các cháu. Ngoài ra, còn tư vấn các bài tập cho hội viên học tập, rèn luyện, sức khỏe theo gương của Bác Hồ vĩ đại. Mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đời về đời sống, để hội viên nắm bắt kịp thời những thông tin, tinh thần sản xuất, gặp gỡ giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm, về tình cảm, thăm hỏi động viên, chia sẻ niềm vui, buồn, góp phần cho hội viên sống vui, sống khỏe, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể, phát huy vai trò của người bà, người mẹ trong đời sống, tinh thần của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội. Trong năm qua, câu lạc bộ dân vũ đã tập luyện nhiều bài, tham gia giao lưu được trong và ngoài xã. Tinh thần chị em phấn khởi, khỏe mạnh, đỡ bệnh tật và giảm mỡ máu, tinh thần sảng khoái. Trong năm qua, câu lạc bộ đã kết nạp thêm được 3 hội viên. 1. Chị Lưu Thị Thanh. 2. Chị Đặng Thị Hương. 3. Chị Đỗ Thị Trang. Tổng số đến nay là 25 thành viên. Qua đó khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của thôn, giao lưu chương trình các ngày hội lớn của địa phương
góp phần thúc đẩy phong trào của chi hội phụ nữ thôn nhà. Trong thời gian tới, quyết tâm duy trì, gìn vững và thực hiện tốt quyết định của hội phụ nữ xã, tổ chức hoạt động có lề lép theo đúng nội quy, quy chế của câu lạc bộ, đề ra năng động, sáng tạo thêm nhiều bài mới, tích cực tuyên truyền thu hút hội viên, tích cực xây dựng quỹ, duy trì tập luyện, tích cực tham gia với các cấp lãnh đạo quan tâm đến tinh thần vật chất của hội viên câu lạc bộ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em và nhân dân, trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động của câu lạc bộ trong một năm. Xin ý kiến tham gia đóng góp của các vị đại biểu cùng toàn thể hội viên câu lạc bộ. Cuối cùng, kính chúc các vị đại biểu và chị em hội viên trong và ngoài xã cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được nghe bà Nguyễn Thị Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ đã khai mạc đêm giao lưu của câu lạc bộ. Xin được kính chúc bà có thật nhiều sức khỏe và gia đình mạnh khỏe để là người chèo lái mang con thuyền câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ cập bến bờ thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu và khách quý, để không để được để các quý vị chờ lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ có tới màn giao lưu văn nghệ chung vui cùng câu lạc bộ. Xin kính mời quý vị đại biểu và tất cả khán giả dưới sân khấu cùng thưởng thức với tiết mục văn nghệ mở màn cho đêm giao lưu mừng sinh nhật câu lạc bộ dân vũ thôn Yên Thổ ngày hôm nay với bài chúc mừng sinh nhật sáng tác nhạc sĩ Phan Đình Tùng. Bắt đầu. Cùng tôi tắt lên happy birthday, happy birthday to you. We'll
Thị Sen, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, bà Phạm Thùy Thúy, Bí thư chi bộ trưởng thôn, bà Chủ nhiệm câu lạc bộ Nguyễn Thị Thi lên cắt đánh mừng sinh nhật câu lạc bộ. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho câu lạc bộ trong suốt hành trình một năm vừa qua. Alo. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Để tỏ lòng hiếu khách, xin mời quý vị cùng đến với màn trình diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Yên Thủ qua bài Khách đến chơi nhà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Mấy khi khách đến chơi nhà, rót đời hát xuống chén trà mời nhau, rót đời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh xây một miếng trầu dù rằng vẫn tiến qua cầu gió tây. Giờ em đừng hát hay, giờ em đừng mềm nã, đừng ao túng thân đừng khăn mó quà, đừng ngắt cầu người ơi người ở đừng về. Câu bài khách đến chơi nhà tiếp theo là bài Liên Xuân của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thủ. Xa người ngoan đứng hát thì dỗi hơi ai lại phản dòng thì bây giờ ra ngõ mới trong ra ngõ vào chơi. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Anh xây một miếng trầu dù rằng vẫn tiết qua cầu gió tây. Giờ em đừng hát hay, giờ em đừng nên nã, đừng ao túng thân đừng tan mó quà, đừng ngắt cầu người ơi người ở đừng về. Cho hát cùng anh mắt ngập ngừng chưa để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, xa người ngoan đứng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ trong ra ngõ vào chơi. Thank you.
rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Rót lời hát xuống chén trà mời nhau, rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh xây một miếng trầu dù rằng vẫn tiết qua cầu gió tây. Giá em đừng hăn hay, giá em đừng nên đã, đừng ao túng thân đừng thân mó quà. Nghe câu người và dẻo dai đến từ các hội viên của câu lạc bộ dưỡng sinh Cô Liên Thổ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho câu lạc bộ. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Giá ngõ trong giá ngõ vào trường. Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà. Tinh tang tang tinh 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 tang tinh tinh tang tinh tang tinh tang tang tinh 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 tang tinh tinh tang tang tinh. Tiếp theo chương trình, xin quý vị cùng thưởng thức tiết mục Liên Khúc Xuân, màn biểu diễn đến từ của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ. Xin kính mời. Choo 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 cho
gặp gỡ. Muôn xuân, muôn hoa sắc hồng, người đến ánh xuân nồng cháy. Người chờ môi anh ngỡ ngàng, người đến cho tình tôi chợt mãi. Luôn hoa thơm thơm. Nhớ nghe em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mang hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nghe em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Trong một tràng pháo tay với phần trình diễn của câu lạc bộ. Tiếp theo chương trình xin quý vị cùng tiếp tục chèo cô bé của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Thanh Xá. Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ, trên đất đồng cuồng tung khí. Xưa nó, con bé ngàn lần lờ bên xuống, con bé ngàn lần lờ bên xuống.
một tràng pháo tay giòn giã cho tiết mục vừa rồi ạ. Vâng, để tiếp theo chương trình, xin quý vị cùng thưởng thức tiết mục bài đơn ca Chúng Con Kênh Giấc Ngủ Bên Người của câu lạc bộ Dân Vũ Phụ Nữ Thôn Yên Não ạ. Bác vui ấm non sông, cháu con trở về xuân thầy. Nghiêm trang trong lăng Ba Đình, hoa thơm ngát trời tu đô. Chúng con nguyện hứa với người, sắt son cuộc hy sinh, bảo vệ đất non ngàn đời sáng tươi. Trong lăng Ba Đình, hương thơm ngát trời tu đô. Trên môi như mát vẫn cười, bác vui vì ấm non sông, cháu con trở về xuân vầy. Nghiêm trang trong lăng Ba Đình, hoa thơm ngát trời tu đô. Chúng con nguyện nhớ với người, sắt son vì tổ quốc hy sinh, bảo vệ nước non ngàn đời sáng tươi. Sáng tháng năm trời trong xanh hoa, bốn phương tụ về Ba Đình. Hãy nhẹ nhẹ bàn chân, bàn chưa tròn thank you.
nối tiếp chương trình, xin mời quý vị đại biểu và quý hội viên cùng thưởng thức bài Nghi Ngờ của câu lạc bộ Super Dancer Ngọc Thạch. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Làm sao cho em nghe một cười, giận nhau chi cho sầu em nhé. Lòng anh thêm đau buồn hơn, chớ giận hờn làm u sầu. Hằn lên trên đôi mắt ngưng huyền, tình yêu luôn như trời mưa nắng, khiến trái tim tôi bơ phờ. Đã bao lời anh nói ra đều rất chân thành em hỡi, trái tim này không biết sao rồi, chỉ yêu có em người. Làm sao cho em nghe môi cười, giận nhau chi cho sầu em nhé. Lòng anh thêm đau buồn hơn, chớ giận hờn làm u sầu. Hằn lên trên đôi mắt nâng huyền, tình yêu luôn như trời mưa nắng, khiến trái tim tôi bơ phờ. Đã bao lời anh nói ra đều rất chân thành em hỡi, trái tim này không biết sao rồi, chỉ yêu có em người. Làm sao cho em hé môi cười, giận nhau chi cho sầu em nhé. Lòng anh thêm đau buồn hơn, chớ giận hờn làm u sầu. Hằn lên trên đôi mắt ngưng huyền, tình yêu luôn như trời mưa nắng, khiến trái tim tôi bơ phờ. Đã bao lời anh nói ra đều rất chân thành em hỡi, trái tim này không biết sao rồi, chỉ yêu có em người ơi. Trên môi xin người đừng nói xa, rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi đi mãi xa. Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đổi thay, mà lòng người nào ai hay ai biết trước đâu chứ ngờ. Một tràng pháo tay giòn giã cho tiết mục vừa rồi ạ. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức bài Xuân Chiến Khu của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Thôn Thanh Xá.
một tràng pháo tay giòn giã cho câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Thanh Xá. Lối tiếp chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức bài Cô Gái Mở Đường của câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Yên Não. Trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà xứng bằng.
Mở đường ở Trường Sơn hùng vĩ, chúng ta sẽ trở lại với không khí vui động và không kém phần đặc sắc qua tiết mục Anh Dành Cho Em của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ ạ. Xin mời ạ. Mong mơ ước muốn bên nhau suốt cuộc đời, anh vẫn luôn thầm mong tình ta mãi như một bài ca, nhưng anh đâu có biết tình mình sẽ mãi phai cánh xa. Giờ đây anh vẫn cứ mãi mãi mong chờ, em đâu có biết anh đang nơi đây bơ vơ một mình. Anh mới hiểu ra tình bao năm tháng đã vụt xa, tình đau buồn giá khi biết tình mình sẽ phải xa, vì biết em đang rất vui cùng người ta. Dù em có ở chốn nào anh vẫn chờ và thầm yêu em, chỉ mong em yêu dấu xưa mãi được hạnh phúc. Tình anh bao năm chẳng phải, dù biết em đang nghĩ đến ai, giờ anh ôm đau trong lòng để em xa. Từ ngày mà mình còn buồn nhiều không em, tình anh mãi giữ trong tim đến trong cuộc đời. Chỉ mong em yêu của anh ở chốn xa xa lòng rất vui, còn anh nơi đây mong chờ từng ngày trôi. Anh đang nơi đây bơ vơ một mình, anh mới hiểu ra tình bao năm tháng đã buông xa, tình đau buồn giá khi biết tình mình sẽ cách xa, vì em đang rất vui cùng người ta. Dù em có ở chốn nào anh vẫn chờ và thầm yêu em, chỉ mong em yêu dấu xưa mãi được hạnh phúc. Tình anh bao năm chẳng phải, dù biết em đang nghĩ đến ai, giờ anh ôm đau trong lòng để em xa. Từ ngày mà mình cách xa em có còn buồn nhiều không em, tình anh mãi giữ trong tim đến trong cuộc đời. Chỉ mong em yêu của anh ở chốn xa xa luôn rất vui, còn anh nơi đây mong chờ từng ngày trôi. Từ ngày mà mình cách xa em có còn buồn nhiều không em, tình anh mãi giữ trong tim đến trọn cuộc đời. Chỉ mong em yêu của anh ở chốn xa xa luôn rất vui, còn anh nơi đây mong chờ từng ngày trôi. Anh đang mong chờ từng ngày trôi. Một tràng pháo tay giòn giã cho tiết mục vừa rồi ạ. Lối tiếp chương trình xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức bài Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó, câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Yên Thổ biểu diễn. Trong vườn nương núi quê nằm gì sao núi cao tầng mây, chiều nay tiếng ai
người về quê ta tấm máu chạm tình thương. Pháo tay cho tiết mục vừa rồi ạ. Thưa quý vị khán giả, những bài tập aerobic giúp cơ thể dẻo dai linh hoạt. Chúng còn giúp tinh thần bạn sảng khoái và suy nghĩ tích cực hơn. Lắm được những ý nghĩa đó nên các bài tập dần được xuất hiện trong các buổi tập của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục nhảy aerobic mang tên Aerobic Dancer Minh Yến của các thành viên câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Thổ. Hey,
Hiện nay Xuân Vũ không còn là hiện tượng và thực sự trở thành một đam mê với mọi người, từ các em nhỏ tới những người lớn tuổi, từ nông thôn tới thành phố, từ quốc gia này tới các quốc gia khác. Ngay bây giờ chúng ta đang được chứng kiến trên sân khấu sự nhiệt tình, sự hết mình đến từ các vũ công của câu lạc bộ Xuân Vũ thôn Yên Thủ. Những động tác dứt khoát, những vũ điệu rực lửa, quả thật đã làm cho không khí thêm một ngày sôi động hơn bao giờ hết. Xin quý vị đại biểu lộ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Thank you.
Đặc sắc của câu lạc bộ ạ. Để tiếp nối chương trình sẽ là bài Gặp nhau giữa rừng mơ của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Yên Não. Xin mời. Cảm ơn tiết mục đặc sắc của câu lạc bộ. Tiếp đến chương trình nhà bài Người đến từ Triều Châu của câu lạc bộ Dưỡng Sinh thôn Yên Não. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương dòng hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước.
Dân phú Superdan Ngọc Thạch sẽ cống hiến cho khán giả một màn biểu diễn thật mãn nhãn. Ngay sau đây, xin mời quý vị một lổ, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các vũ công đến từ câu lạc bộ Superdan chờ. Trăng kia sáng soi đêm dài, nâng niu trên bàn tay bông hoa tình yêu theo cả tôi. Ngoài mưa cô đơn anh nên đung đưa ngọn gió qua, thuyền trôi trên sông đôi bướm quấn quýt luồn vòng. Ai không ngủ yên
nước mắt cứ rơi rớt trôi theo dòng. Ai đêm đêm thở than ai bông hoài cơn mê tình ai. Lạ tình đôi ta chẳng khác câu chuyện ta đã xem. Từ khi bên nhau lưu luyến rồi chia ly. Nào dù một đời vấn vương ta đuổi được một đời bi thương. Nào ta nếu giữ ai kia nói không thành cầu. Người buông tay ta rời đi còn bóng lưng vô thăm khóa xa. Còn ta ngâm nga đêm dài phải câu ca. Sau bài Thương Biệt Đi là bài ca dân bác của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Thôn Thanh Xá. Nào ai thấy nước mắt ta dẫn rơi thành sông. Người buông tay ta rời đi còn tuyết rơi không thôi chốn đây. Một mái tương tư mai một nhìn hoa rơi. Cứ rơi rớt trôi theo dòng. Ai đêm đêm thở than ai bông hoài cơn mê tình ai. Lạ tình đôi ta chẳng khác câu chuyện ta đã xem. Từ khi bên nhau lưu luyến rồi chia ly. Nào dù một đời phấn vương ta đuổi được một đời bi thương. Nào ta nếu giữ ai kia nói không thành cầu. Người buông tay ta rời đi còn bóng lưng vô tâm khóa xa. Còn ta ngâm nga đêm dài phải câu ca. Nào dù một đời khói sương ta đuổi được một đời đau thương. Nào ai thấy nước mắt ta dẫn rơi thành sông. Người buông tay ta rời đi còn tuyết rơi không thôi chốn đây. Một mái thương tư mai một nhìn hoa rơi. Nào dù một đời khói sương ta đuổi được một đời đau thương. Nào ai thấy nước mắt ta dẫn rơi thành sông. Người buông tay ta rời đi còn tuyết rơi không thôi chốn đây. Một mái tương tư mai một nhìn hoa rơi. Một mái tương tư mai một. Xin quý vị đại biểu lố một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, Bác Hồ đã đi xa, nhưng những bài hát viết về Bác luôn là những người nghe xúc động và trào nước mắt. Một trong những năm tháng để tưởng nhớ tới Bác đó là bài ca dâng Bác của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Thôn Thanh Xá. Xin mời quý vị lố một tràng pháo tay để chào đón các vũ công của chúng ta. Ai yêu miền Nam như tâm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc như tâm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Ai yêu miền Nam như tâm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc như tâm lòng. Oh.
chung mà son sánh. Nhớ tới người từng phút khuya giữ tròn niềm tin. Trên cỏ quê hương thăng trần lấy lừng, trên khắp quê hương thăng trần để tiếp theo tiếp nối chương trình là bài nhảy sạp của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Thanh Xá. Thank you.
nên giao lưu. Xin mời các câu lạc bộ xin mời các câu lạc bộ lên giao lưu nhảy sạp cùng với câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Thanh Xá. Trên môi
trong loài dòng tình người trong ngày mới thành phố nơi thôn xa vời vời ngờ chết nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi.